xem SBTN Online TV mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7 đồng 99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Online TV trên Google Play, Apple Store hoặc Amazon. Hoài Phương và Nam Hương xin kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN. Đối với người Úc thì Anzac là một trong những ngày lễ lớn, mà dù đang ở nơi nào trên thế giới, họ đều cử hành và tổ chức buổi lễ này vào ngày 25 tháng 4. Khởi nguồn từ sự tưởng nhớ đến các chiến binh Úc và từng tài làng đã hy sinh trong cuộc đổ bộ vào bờ biển Gallipoli ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 1915 của đệ nhất thế chiến. Dần dần sau này, ngày Anzac đã trở thành ngày ghi nhớ các chiến sĩ trận vong trên khắp các mặt trận có quân lực Úc tham chiến, kể cả Việt Nam. Từ khi làn sóng người Việt tị nạn đến Úc, thì những buổi diễn hành ở các thành phố lớn và kể cả thủ đô Canberra cũng đều có phái đoàn đại diện Việt Nam Cộng Hòa tham dự. Sau đây là những hình ảnh ngày Anzac tại Wollongong. Xin kính mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Khi cuộc diễn hành chung đã kết thúc, thì phái đoàn người Việt cùng đến trước bia tưởng niệm quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa để đặt vòng hoa và dâng hương cho những người đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam chống lại sự xâm lăng của quân Cộng sản Bắc Việt. Trước hết chúng ta phải nói là quá khứ thì mình không có thể nào phủ nhận được, cũng như là biến cố 30 tháng 4 hoặc là các ngày lễ Anzac thì hàng năm chúng ta cũng phải tưởng nhớ đến những người nằm xuống. Tuy nhiên không lẽ chúng ta cứ ngồi mà khóc mà không có làm một cái gì đó cho nó cụ thể cho đất nước Việt Nam quê hương mình. Thì cá nhân chúng tôi nghĩ là chúng ta đã sinh sống ở nước Úc này thì dù muốn dù không chúng ta đã nhận quê hương này là quê hương thứ hai của chúng ta, thì chúng ta phải nên đóng góp cho cái xã hội đất nước này. Vì chúng ta đã vững mạnh rồi thì chúng ta mới có thể đòi hỏi những cái chính giới Úc đóng góp cho chúng ta. Thì bằng cách này hay cách khác, những cái thành quả mà chúng ta đạt được trong cái thời gian qua để cho chính giới tại địa phương biết là cộng đồng Việt Nam ngày nay đã vững mạnh và đã ổn định, chúng ta phải có trách nhiệm là đấu tranh cho một nước Việt Nam được tự do, thực sự tự do và dân chủ. Thì bằng cách là chúng ta luôn luôn gặp những cái chính giới trong vùng, chúng tôi nói là những dân biểu, một khi chúng ta có chuyện gì xảy ra ở Việt Nam chúng ta đến gặp họ và chúng ta nên đòi hỏi. Và bằng cách này hay cách khác, nếu chúng ta không lên tiếng thì Việt Nam sẽ không có thay đổi được. Trong thời gian qua chúng tôi cũng là làm việc rất là tích cực với lại các dân biểu và các chính nam giới tại địa phương cũng như những counselor. Thì chúng tôi nghĩ là ở tất cả các địa phương mọi nơi chúng ta cũng có thể làm việc tích cực với những cái chính giới trong vùng của mình để mà lên tiếng đòi hỏi những cái gì mà mình thấy ở Việt Nam chưa có đạt được. Chúng ta nói về nhân quyền và những cái bắt bớ đàn áp, làm gì làm chúng ta ngày nay cũng là người Úc gốc Việt, chúng ta không thể nào mà từ bỏ cái quá khứ chúng ta đến đây như thế nào, và chúng ta nên đóng góp một cách thiết thực cho xã hội này và cũng phải là đấu tranh cho nước Việt Nam được tự do và dân chủ. Hoài Phương và Nam Hương tường trình từ Wollongong xin kính chào quý vị khán giả.